Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân huyện Nam Căng, tỉnh Cà Mau cho biết, địa phương đã thành lập đoàn thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình các thợ lặng mất tích sau tiếng nổ tại sông Cửa Lớn, xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau. Các thợ lặng trên là hộ nghèo, hộ cần nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại địa phương, phải lặn mò tìm phế liệu dưới sông để bán lấy tiền sinh sống hàng ngày. Đến nay, gia đình các thợ lặng đã tìm được thêm một số bộ phận trên cơ thể của người thân. Theo báo cáo bước đầu từ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau, khoảng 9 giờ sáng qua, người dân ở ấp Ông Quyền, xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển, thấy ba người đi trên một phương tiện thủy đến khu vực sông cửa lớn, cách cầu 5 căn khoảng 7 cây số để lặn mò tìm phế liệu. Không lâu sau, có tiếng nổ lớn phát ra, cả ba người sau đó mất tích. Tại bìa rừng gần nơi xảy ra tiếng nổ lớn, lực lượng chức năng tìm thấy một phần chiếc vỏ lãi là phương tiện di chuyển của nhóm người mất tích gần đó là một chiếc bình hơi loại thường dùng cho thợ lặn lực lượng làm nhiệm vụ còn tìm thấy nhiều mẫu vật dính trên cành nhánh của cây rừng được cho là một phần thi thể của các nạn nhân nguyên nhân vụ nổ chưa được xác định